Thời gian gần đây, nuôi thủy sản đã trở thành một nghề đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp. Qua đó không chỉ giúp người nông dân khai thác tốt các tiềm năng tự nhiên sẵn có ở địa phương, mà còn trực tiếp tạo việc làm và giúp hàng trăm hộ dân có thêm nguồn thu nhập ổn định. Tận dụng lợi thế về nguồn nước dồi dào, địa hình bằng, những năm qua người dân Quang Kim đã đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản. Nếu như trước đây bà con làm ao nuôi quy mô nhỏ theo cách tự cung tự cấp là chủ yếu, thì hiện nay, nông dân Quang Kim đã chủ động chuyển sang chuyên nuôi, thả cá theo mô hình rộng hơn, tập trung hơn. Hiện toàn xã có trên 64 hectare diện tích mặt nước, trong đó có trên 20 hectare diện tích được chuyển đổi từ đất ruộng kém hiệu quả. Cho đến thời điểm này thì bà con nhân dân đã quen cái việc chăn nuôi thủy sản cũng như là tăng được cái thu nhập so với một đơn vị diện tích canh tác lúa kém hiệu quả. Thì đến nay thì thu nhập là trên 100 triệu đồng trên một hectare. Đây là cũng một cái bước phát triển rất là tốt để cho bà con nhân dân ổn định được sản xuất cũng như là ổn định được cái thu nhập trong những năm gần đây. Gia đình anh Hồ Văn Tâm, thôn Làng Kim 1, xã Quang Kim là một trong những hộ dân có nhiều kinh nghiệm trong nuôi thủy sản. Nhận được chủ trương chuyển đổi đất sản xuất lúa kém hiệu quả sang nuôi thủy sản, gia đình anh và một số hộ khác trong thôn đã đào thành một khu ao nuôi cá tập trung. Việc làm này không chỉ thuận lợi cho việc lấy nguồn nước mà việc chăm sóc, bảo vệ và xuất bán cũng dễ dàng hơn. Giá cả năm nay hơn năm ngoái tốt, là mỗi năm thường thường thu được 2 tấn rưỡi đấy. Bình thường thì mỗi năm trước thì nó giá cả sập sờn, bây giờ cá giá đông, cá nhiều nơi nó lên, bây giờ giá ổn ổn tí so với năm ngoái. Hiện nay trên địa bàn huyện Bát Sát có gần 281 hectare diện tích mặt nước nuôi các loại cá, trong đó gần 1 hectare diện tích nuôi cá nước lạnh. Đây là thành quả từ chủ trương chuyển dịch cơ cấu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất của huyện thời gian qua. Huyện Bát Sát cũng đang có những cơ chế hợp lý để khuyến khích phát triển thủy sản theo hướng hàng hóa. Thực hiện với chuyển đổi cái cơ cấu cây con mới thì hiện nay chúng tôi đang xây dựng một số mô hình như là nuôi cá bỗng và nuôi cá lăng chấm ở bản qua. Thì hiện nay qua đánh giá, theo dõi đánh giá thì hiện nay đàn cá đang sinh trưởng phát triển tốt, được khoảng hơn một cân hai đến một cân rưỡi một con. Thì chúng tôi sang năm 2019 thì sẽ tập trung vào một số cái loại mà mô hình đã thành công, thì cái này thì đang được thị trường là ưa chuộng, thì chúng tôi sẽ tập trung vào để nuôi loại cá bỗng và cá lăng chấm. Với sự quan tâm tạo điều kiện thuận lợi của cấp ủy, chính quyền và ngành chức năng, tin tưởng nuôi trồng thủy sản sẽ thực sự là hướng đi hiệu quả, vừa giúp khai thác tốt những tiềm năng sẵn có của các địa phương, vừa góp phần nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.